Được, Kiên Trần đâu? Kiên Trần nè. Tao nói cho mày nghe nè Kiên Trần. Tháng 7 này là mùa cô hồn, là mùa của mày, chứ tao không có sợ mày đâu, tao nói cho mày nghe. Qua tháng 8 này mày muốn làm gì làm sao, mày nói sao mày khỏi nói, mày khỏi nói. Anh chị em bạn bè nào mình ở gần hay là ở xa, ở Canada hay là ở Mỹ, ở Úc hay là ở nước ngoài đó, mọi người coi clip vui vẻ thì mọi người giúp tụi em. Đó, mọi người hãy like và subscribe đăng ký. Tại vì sao mà em cứ năn nỉ mọi người ở xa hay ở gần phải giúp em đăng ký? Là tại vì khi mà mọi người thương em cũng như thương mấy anh YouTube, là nắng cũng quay nè, mưa cũng quay nè, tại vì sao? Quay để mọi người ở nhà, mọi người có video, mọi người coi đó. Mọi người thương em cũng như thương mấy anh YouTube thì mọi người hãy like và subscribe đăng ký để giúp cho mấy anh YouTube có động lực để mà quay nhiều clip hơn nữa, nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa, nhiều cô dì chú bác mà buôn gánh bán bưng như chị em cộng đồng LGBT tụi em. Nói chung cũng như nói riêng thì em rất là cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn những anh chị em bạn bè thời gian vừa qua, dịch hay là không dịch, rồi lớp nào mưa bão mà vẫn dành thời gian, vẫn dành chút thời gian để mà nén vào ăn ủng hộ cái viên chiên em, rồi ủng hộ những người chị em cộng đồng LGBT xung quanh đó. Em rất là cảm ơn mọi người nha. Mọi người em rất là mong mọi người like và chia sẻ và subscribe đăng ký kênh của các anh để mà các anh có động lực và quay nhiều clip hơn nữa nha mọi người. Ủa của anh lấy cải chua ớt đầy đủ không, em quên luôn. Anh có món mới có ăn không? Lỗ mũi chiên. Ủa cái này là gì vậy chị? Cái nào? Cái này là cà, ơi không phải, cái gì, cái gì? Không phải, xúc xích, xúc xích, xúc xích. Trời tính nó cặn vậy. Cái trắng là gì em? Trắng trắng, phô mai que. Cái lọt cái trắng trắng ở giữa. Bột gạo. Bạn trai em là anh mà anh nói gì vậy? Thôi anh là chồng em mà. Ủa? Nói em nói bậy nữa. Hay dữ trời. Nay cho ông xã lên lên clip luôn, em lấy cái đũa nè. Đó anh chở qua, chở lại giùm bà xã nha. Anh cầm tay để cho anh chở. Trời ơi, anh làm hồi em thay quần đi. Em dễ bị ướt quần lắm đó. Đi lâu lâu đi khách. Đây là mình của em nha, rất là đẹp trai nha mọi người. Đúng gu của em luôn á thiệt á. Mình em thấy anh đẹp à? Không thiệt, ai thấy anh xấu kệ người ta. Xấu đẹp đối với em không quan trọng. Bây giờ anh cậu râu em cũng yêu anh nữa. Hai em đi gì lên? Hai em là con gái thiệt đúng không? Em bê đê. Bê đê, thấy ghét bây giờ. Em ôi ôi, ghét bây giờ. Rồi hai đứa ăn kẻ chua ớt đầy đủ ha. Dạ. Mấy em ăn đây hay sao vậy Yến Trang, Yến Nhi? Đó ngồi đi bé, chị đem đi cho. Hay là em búng đứng coi chị? Em đứng coi chị. Ok em. Vui vẻ nha chị em mình cái gì cái nha. Dạ, cái này có bê đê. Đây là kẻ chua bê đê. Chị phải ngâm 7 lần 7, 49 ngày đó. Đó hai ngôi sao trẻ chuyển giọng đó mọi người. Hai bé gái rất là sáng sân khấu, như ớt nhiều đúng không em? Chị biết rồi, chị cà khịa đó. Vậy để lên bàn em nha. Rồi cái nào nữa không? Rồi 40, 60, 90. Của em 90 đó, nhớ số báo danh giùm chị nha. Đây là Trúc Lam, Trúc Linh nha. Đây là Yến Trang, Yến Nhi. Hôm nay là được bốn bé đến ăn ủng hộ cái viên chiên vui vẻ. Cảm ơn mấy bé nha, của em nhiều, của em 100, của em 90. Rồi chị nhận tiền của bốn đứa rồi nha. Rồi ăn ngon nhớ ủng hộ chị nha em. Ra rồi hả? Em lần đầu em ra. Dạ đúng rồi đúng rồi, mới đi họp MV á, ra mắt MV của anh Quách Tuấn Du là Say Mộng Tỉnh Mộng á, cho nên rất là mong tất cả mọi người ủng hộ anh Quách Tuấn Du nha. Tại vì trong MV của anh Quách Tuấn Du có một cô gái chuyển giới là em của em, là V-Line đó mọi người. V-Line nhìn sơ hay nhìn kỹ không biết ba cô ấy là chuyển giới đâu nha. Chỉ có giờ mà em mới biết em chuyển giới nè. Dạ em không có đóng. Phần 1 là bé V-Line đóng nữ chính với lại anh Quách Tuấn Du. Phần 2 là em đóng nữ chính. Phần 2 là em giả gái đó. Em bán cái viên chiên đó. Rồi anh Quách Tuấn Du lại cua em. Đó thường. Em đoán vậy thôi đó nha. Chị ơi em mượn ông xã 5 phút quay hình nha chị. Nãy giờ hơi lâu rồi đó. Lâu rồi hả? Thôi vậy nửa tiếng đi, lỡ xin rồi. Cái gì bé? 8 phút. Thấy chưa? Trời ơi. Ủa chưa có lấy về mà anh làm vậy là em bán gia bại sản luôn đó mình. Ché yêu, ché yêu, ăn bánh trung thu kìa. Ăn đi chị cả, chị hai của em á. Vậy là vợ lớn nha, em là vợ nhỏ. Ăn đi, đút cho con mình ăn đi ché. Hộp tương trăm đây. Ủa làm tôi quýu, tôi không biết nói sao. Cầm hai tay để nó rổ quá nha, cái bị ngửa đó, lấy tiền lại. Là hay là bị lôi. Trời ơi, thấy ghét quá vậy trời.
Chào mọi người đi em. Dạ, chào mọi người. Sanyasio. Sanyasio. Ghét quá vậy trời. Xin một nika, xin một nika. Sawadika, một nạt na, khạp 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 la. Ngọ, vô vậy gì? Trời ơi, nó đổi, nó cặp trai kìa con này. Mày giống chị quá vậy. À, ok, 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 ok. Giữ bí mật nha, chị em mình biết nha. Không có nói tới nói lui nghe không? Ờ, ok. Ai vợ vô đây nè em. Đừng có đứng ở ngoài chị không có biết đâu. Không có tìm điểm khác nhau đâu, vô đây nè. Vô đây mình chơi trò chơi là lựa cái viên chiên nha, buffet. Em ăn cái nào thích, cái nào em phê, cái nào em bỏ vô. Từ từ chỉ, từ từ, đứng lại. Trời ơi, đừng có trả thù chị vụ bán bún nha, chị kêu bún nha. À, bạn Kiên Trần. Tưởng hai đứa em gái của anh. Ờ, tưởng hai đứa em là em họ của Kiên Trần chứ Kiên Nhẫn với Kiên Trì. Em rủ Kiên Trần ra đốt quán chị cô mà chị Trần ra. Trời ơi. Hai nhỏ tính ra nó hiền ghê, nó rủ ra đốt quán tôi nữa kìa. Thôi chết rồi. Giờ chi chẳng biết làm sao, chẳng biết làm sao khi tình yêu em ở giữa hai con đường. Trời ơi. Được, Kiên Trần đâu? Tao nói cho mày nghe nè Kiên Trần. Tháng 7 này là mùa cô hồn, là mùa của mày, chứ tao không có sợ mày đâu, tao nói cho mày nghe. Qua tháng 8 này mày muốn làm gì làm sao, mày nói sao mày khỏi nói, mày khỏi nói. Ở đây không có sợ mày đâu. Trời ơi, mày vô tự nhiên mày nói mày chúc mừng năm mới. Tự nhiên chúc chị Trung Thu vui vẻ, mày khỏi chúc. Một tối nữa tao gửi cho mày hai cái lồng đèn bự nè. Cái miệng mày quá trời. Trời ơi. Qua tháng 8 này tao cho mày tắm mắm tôm nè Kiên Trần, tao nói cho mày nghe. Không phải tao sợ mày đâu, mày quên ai hả? Mày nhờ ai mà mày có ngày hôm nay mày quên rồi hả? Bây giờ mày sai hai con nha đầu này ra trả thù cho tao phải không? Hay là sao? Có Kiên Trần đó mọi người, Kiên Trần là thằng quỷ đây nè, không có giống xếp nha. Ở trong hình nó đẹp lắm, khỏi trời môi. Bà khỏi trời môi. Cái miệng bà trề quá, bà khỏi trời môi. Đó bây giờ là được bé này gọi mới gặp trực tiếp được mày, kiếm mày khó quá, tháng 7 kiếm mày khó quá. Mày khỏi liêu liêu, mày khỏi lè lưỡi. Những gương mặt vàng của mày tao sẽ đưa lên mạng. Cá xả la nha Kiên Trần nha. Khỏi liếu liều, mày khỏi liếu liều. Ngồi tao cho mày ăn đồ gấp nè, mày khỏi liếu liều. Liếu liều không? Liếu liều không? Quá trời cái miệng. Chuyên gia luôn thiệt á. Bài gì cũng được hết. Sẽ luôn thân gần bên em. Ê, ơi. Sẽ luôn là vòng tay ấm. Quá đẹp. Cảm ơn em nha. Thôi chị em mà. Chị hung bánh bèo rồi chị bị tổ quật á. Chị chỉ hung đàn ông được, kêu bộ vô đây. Ôi trời chị. Nhỏ đàng hoàng, nhỏ đàng hoàng thiệt. Em có bồ, em có bạn trai, em biết chia sẻ với chị là em rất là đàng hoàng thiệt. Theo chị nghĩ em rất là đàng hoàng luôn, em rất là dễ thương. Nè của em nè, của em ngồi đâu vậy? Trời ơi, mới kêu 150 lộn xộn hỏi dữ vậy. Anh đùa à? Ok 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 anh mới kêu mà phải không anh? Lỡ lỡ đem tiền rồi cho em. Có sao đâu, để đi em với anh đang tính toán gì. Mà sao? Gì vậy chờ? Quay cái mặt sáng. Không có sao đâu, sát với lỗ mũi tôi cũng không chứ sao đâu. Vui vẻ mà tôi sáng là bà sáng đó. Lấy tương hay chưa? Nè lấy. Nè. Nè lấy hai hộp tương giùm em đi. 150 đúng không? 30.000 gì đó, hai chua chiên giòn. Chiên giòn để khuya em chiên cho anh nha. Cà khịa tôi hoài ha. 50 không ớt của ai? Của chị đúng không? Em mới vừa đưa hai tương á. Tương với cải chua đó chị yêu. Thiếu cái gì vô đây lấy nữa. Lấy cải chua cho mùi hộp này. Lấy cải chua nha. À, công cha như núi ngước trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, tù lao chính chữ ghi lòng con ơi. Em sẽ hát tặng mọi người bài hát về mẹ nha. À, hát một đoạn thôi nha mọi người, dù em có hát sai gì mọi người bỏ qua cho em nha, tại vì em hát để mà phục vụ cho mọi người thôi, tại vì là lễ Vu Lan tháng 7. Mẹ là mừng thầm
đưa con đi lên đỉnh cao. Mẹ là vì sao để con ước ao bao điều. Mẹ làm thật nhiều chỉ mong sao con yêu thành công. Mẹ là ánh sao cho mai sau con sẽ nên người. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều, những tháng ngày lam lũ vì con. Mẹ cho con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con. Đó, khúc đó là bể bóng luôn á mọi người. Nói chứ mọi người ơi, và để Vũ Đô Phương chúc cho cả nhà yêu tháng 7 mùa Vu Lan thật là ý nghĩa nha. Ai còn mẹ thì đừng để làm mẹ buồn, đừng làm mẹ khóc lên mắt mẹ nha. Hãy làm cho mẹ vui hơn. Những ngày mình còn bên mẹ, bên ba thì mình hãy làm cho cha mẹ mình vui lên nha. Tại vì mùa Vu Lan rất là ý nghĩa luôn. Rất là cảm ơn tất cả mọi người nha. Và để Vũ Đô Phương chúc cho mọi người có một vài tháng 7 mùa Vu Lan thật là ấm áp bên gia đình, ấm áp bên cha mẹ. Đó, rất là mong mọi người luôn. Bởi vậy thương Thu Phương thì mọi người hãy ra địa chỉ là 716 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5. Đó, thứ hai em bán tới thứ bảy nha, chủ nhật là em official nha mọi người. Đó, 5 giờ chiều em bán tới 10 giờ tối, song song vào đó là 11 giờ 12 giờ khuya em còn là dắt đó là em sụm nụ đó nha mọi người. Đó, như mấy má đó là em bấm quẻ đó, em bấm quẻ mấy má là cái quẻ ngược lại em đó là em sụm nụ. Là 11 12 giờ em vẫn còn.